Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 3 tháng 10 năm 2023 Lê Đinh xin tiếp tục được chia sẻ với quý vị về chủ đề chương trình nhân đôi tiền thực phẩm dành cho những quý vị có food stamps. Theo yêu cầu của nhiều quý vị, trong video ngày hôm nay, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị cách để quý vị tự tìm các chợ thực phẩm hoặc các chợ nông sản có tham gia vào chương trình nhân đôi tiền thực phẩm tại tiểu bang nơi quý vị đang cư ngụ và tìm hiểu chi tiết quý vị được nhận phần tiền nhân đôi như thế nào. Ở phần tiếp theo sau đây, Lê Đinh sẽ hướng dẫn quý vị cách vào trang nhà của chương trình nhân đôi tiền thực phẩm để tìm xem ở tiểu bang của quý vị có chương trình này hay không. Nếu có thì chương trình này hoạt động như thế nào ở tiểu bang của quý vị. Để điểm các chợ có tham gia vào chương trình này, còn nếu không có thì tiểu bang của quý vị có chương trình nào khác hay không. Sau đó Lê Đinh cũng sẽ làm mẫu ở một vài tiểu bang để quý vị theo dõi và có thể dùng cách tương tự để tự tìm thông tin ở tiểu bang của mình. Quý vị thân mến, để vào trang nhà của chương trình nhân đôi tiền thực phẩm, trước hết quý vị hãy vào Google Search và đánh máy các chữ double up food bucks, có nghĩa là nhân đôi tiền thực phẩm. Sau khi quý vị đánh máy xong các hàng chữ này, các từ này thì quý vị nhấn nút enter để bắt đầu đi vào trang nhà của chương trình nhân đôi tiền thực phẩm. Sau khi quý vị Enter thì quý vị sẽ thấy một màn hình như thế này hiện ra. Trên màn hình này quý vị sẽ thấy chương trình Double Up Food Box ở đây. Quý vị chọn ở đây nè quý vị. Còn nếu ở hàng dưới này là của California thôi. Còn hàng trên này là có hình trái táo đây nè quý vị. Sẽ là chương trình chung của liên bang. Thì mình nhấn vào đây ha quý vị ha. Mình nhấn vào đây. Sau khi quý vị nhấn vào đường link đó, quý vị sẽ được đưa vào ngay trang nhà của chương trình nhân đôi tiền thực phẩm. Khi quý vị vào đến trang này rồi, thì quý vị thấy có cái ô ở đây nè quý vị. Đây, Find Your State. Quý vị cứ nhấn vào cái mũi tên này, thì quý vị sẽ thấy tên của các tiểu bang hiện ra. Ở đây, Lê Đinh nghĩ là sẽ có đủ tên của 50 Như tiểu bang. Quý vị thấy trên trang này họ ghi là hiện tại chương trình này đang có tại hơn 25 tiểu bang. Thì bây giờ quý vị muốn tìm tiểu bang mình coi có chương trình này hay không Quý vị chỉ cần nhấn vào cái mũi tên màu xanh ở cái ô này đây quý vị Lê đinh nhấn vào thì có rất nhiều tiểu bang hiện ra ha quý vị ha Thì nếu quý vị ở tiểu bang nào thì quý vị chọn tiểu bang mình Tên của tiểu bang mình Lê Đinh sẽ trong video này Lê Đinh sẽ căn cứ vào câu hỏi của các quý vị mà để đã, đã để lại ở phần bình luận của video của Lê Đinh đây đó thì lê đinh sẽ căn cứ vào những quý vị ở những tiểu bang này thôi những quý vị mà có đặt câu hỏi cho lê đinh thì đầu tiên là quý vị ở tiểu bang North Carolina hỏi là có chương trình này không nếu có thì ở đâu lê đinh sẽ tìm tiểu bang North Carolina North Carolina có chương trình này quý vị. Đây. Và mình muốn tìm coi mua ở đâu, quý vị nhấn vào cái đường cái ô màu vàng này. Đó. Và ở đây tiểu bang North Carolina cho biết là đang có 17 cái địa điểm mà đang tham gia vào chương trình này, tức là áp dụng chương trình này là các chợ hoặc là chợ thực phẩm hoặc là chợ farm. Đó. Quý vị muốn tìm hiểu um, chương trình này nó work như thế nào thì nhấn vào đây. Còn nếu muốn tìm cái location thôi địa điểm thôi thì quý vị nhấn vào đây. Đây. Thì ở đây có cái bản đồ. Bên trái này quý vị thấy có rất nhiều địa điểm uh, tên chợ này quý vị. Màu xanh là farmer market. Đó, đây màu xanh đây là farmer market ha quý vị. Tức là chợ uh, chợ farm À, chợ nông sản còn màu vàng màu vàng là những cái chợ thực phẩm mà mấy vị quý vị đi chợ mà mua rau cải rồi thịt này nọ nước mắm nước tương ở trong chợ đó thì là gọi là grocery là chợ màu là màu vàng đó. The location ở đây đây địa điểm ở đây rồi um, quý vị cũng thấy có địa chỉ bên đây luôn đó. mở cửa mấy giờ tới mấy giờ đều có bên đây hết hả quý vị còn bản đồ thì bên đây đó, thì quý vị tìm cái zip code của mình quý vị bấm vào đây đó ví dụ như zip code của quý vị là mấy quý vị gõ ở đây và nhấn vào nút find it. thì quý vị sẽ tìm được địa điểm cái chợ nào mà gần nơi quý vị đang cư ngụ một câu hỏi khác của một quý vị ở Maryland thì hỏi là tôi ở Maryland thì đi chợ nào vậy Lê Đinh Bây giờ Lê Đinh sẽ tìm ở bên đây thì khi tìm như vậy thì quý vị phải bấm ngược trở lại để vào cái trang chủ của chương trình à, đây chương trình chính đây thay vì ở North Carolina thì Lê Đinh sẽ không thể chọn qua Maryland Maryland thì ở đây nói là tiểu bang Maryland thì chưa có chương trình này thưa quý vị không có chương trình này à, mà tiểu bang Maryland có một cái chương trình khác có cái tên là Fresh checks. Chương trình này Lê Đinh nghĩ là cũng tương tự như là chương trình um, Double Up Food Box. À, nhưng mà chương trình này là của tiểu bang, còn cái chương trình Double Up Food Box là của liên bang. Thì bây giờ Lê, quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình Fresh Check này, quý vị nhấn vào đây. À Quý vị muốn hi uh, tìm hiểu coi cái chương trình này nó work như thế nào, nó áp dụng như thế nào thì mình nhấn vào cái mũi tên này để quý vị coi video Hoặc là quý vị đọc những cái thông tin ở đây Đó thì Lê Đinh nghĩ là cũng giống như vậy đó tại vì thấy họ đổi qua mấy cái nè Một đồng một đồng tiền EBT này quý vị Là giống như chương trình Double Up thôi Chỉ có là một cái là của tiểu bang, một cái là của liên bang Thì Maryland không có chương trình của liên bang Nhưng mà có chương trình của tiểu bang Bây giờ mình tìm địa điểm thì Ở những cái chợ farm này Họ nói là mở cửa từ giữa tháng 4 cho đến hết tháng 11 Ở Tacoma Park, Maryland Về giờ mở cửa hoặc là đường đi Và bản đồ thì click here Nhấn vào đây đây, khi nhấn vào đây thì mình sẽ thấy Direction Parking Thì khu chợ này mở cửa mỗi một tuần vào ngày thứ tư à, Từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 2 giờ rưỡi chiều Mà bắt đầu là từ ngày 26 tháng 4 cho đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2023 ha quý vị à, Thì cái địa điểm, cái bản đồ nằm ngay đây và cái điểm màu đỏ đỏ này nè quý vị là cái chỗ chợ á cái vị trí của cái khu chợ này là ở đường Annie à, ngay chỗ cái đại lộ University East ở trong Tacoma Park đó đây thì quý vị thấy này cái này là đại lộ University còn bên đây là đường Annie ngay cái corner này thì họ nói này. là tối đa quý vị có thể nhận lại được á, là 50 đô la tiền mua trái cây và rau cải mỗi một tuần đó thì khi quý vị đến chợ á, quý vị chỉ cần đưa thẻ EBT của quý vị cho cái quầy thông tin là information tent. Rồi người ta sẽ cà thẻ quý vị. Đó, người ta trạc tiền ở trong thẻ quý vị. Thí dụ như quý vị nói ok, bữa nay tôi muốn đi chợ, um, tôi muốn xài 10 đồng thì họ sẽ cài cho cái thẻ này 10 đồng. Nhưng mà khi họ đưa cho quý vị mấy cái token á, mấy cái đồng tiền xu á, ở đây nên thấy có cái hình mấy đồng tiền xu đâu rồi. Mấy cái đồng tiền xu á thì họ sẽ đưa quý vị cái trị giá của đồng tiền xu đó là 20 đồng để quý vị đi chợ mà tối đa đó là quý vị sẽ được nhận là 50 đô la cái tiền mà match với, với nhau đó tức là quý vị xài 50 đô la trong thẻ food stem thì quý vị sẽ được nhận lại 50 đô la nữa để cái tiền 50 đô la mà nhận thêm á giống như thưởng thêm 50 đô la đó đó quý vị dùng cái 50 đô la tiền thưởng đó, đó. quý vị mua trái cây rau cải còn 50 đô la mà quý vị trả trong thẻ food stamp của quý vị thì quý vị mua những cái thức ăn bình thường của food stamp cho quy định theo quy định của food stamp ở đó là ở tiểu bang Maryland ha quý vị câu hỏi tiếp theo của những quý vị khán giả để lại trong các phần bình luận của Lê Đinh là hỏi ở tiểu bang Florida ha quý vị thành phố Naples và ở đây một bác cũng hỏi ở Florida có chương trình này không, nếu có thì cho bác viết với. Rồi đây nên sẽ tìm tiểu bang Florida ha quý vị. Ok, bên sẽ bác lại. Sau đó Lê Đinh sẽ chọn tiểu bang Florida. Florida. CD Florida đây. Ok. Thì ở đây cái thông báo này cho biết là thông tin này là Florida không có chương trình nhân đôi tiền thực phẩm nhưng Florida vẫn có một cái chương trình khác tương tự là Fresh Access Bucks đây thì chương trình này Lê Đinh nghĩ cũng giống vậy thôi nhưng mà là của tiểu bang giống như hồi nãy tiểu bang Maryland vậy, vậy đó quý vị đây Fresh Access Bucks thì làm viết tắt của chương trình này là em là F A B hay quý vị đó thì Florida có chương trình này nhưng mà chương trình này không phải là chương trình Double Up Food của liên bang nhưng cách hoạt động của chương trình này cũng tương tự cái là cách áp dụng cũng tương tự như chương trình kia thôi đây cái bảng này nó có cho mình biết cách hoạt động của chương trình này cũng là mua một đồng tiền trong thẻ Food Stamp thì được một đồng nữa để quý vị mua rau cải À, những cái địa điểm này nằm ở đây đó quý vị thấy bản đồ đây nè bản đồ đây nên sẽ mua sẽ qua đây để coi cái bản đồ đó là bản đồ của những cái chợ mà có nhận cái chương trình Fresh Access Box ở tiểu bang Florida đây quý vị 60 địa điểm trong toàn tiểu bang list of cái outlet quý vị muốn tìm địa điểm thì mình nhấn vào đây ha quý vị ha đây quý vị coi có địa điểm đây nè cho ra đó, đó những cái bông đỏ bông xanh bông vàng này quý vị đó và xuống đây đó quý vị sẽ thấy có nhiều địa điểm lắm nè quý vị đây quý vị cứ mua xuống cái danh sách này để quý vị tìm cái địa điểm nào mà nó gần nhà quý vị nhất nếu quý vị muốn biết kỹ hơn á thì quý vị coi cái thành phố nè quý vị. Rồi quý vị nhấn vào, nhấn vào cái đường link này nè để mình tìm thêm thông tin. Ha, thì thí dụ như bây giờ có một bác ở Florida. À, có một quý vị ở Florida mà ở Naples Thì nó đến lại tìm không có thấy cái chỗ nào mà ghi chữ Na Naples hết, Liberty Medicine. Rồi, cái gì? Miami. Mà ở đây thì họ không có cho mình một cái ô um... oh, để mình search. Mà chỉ có nhiêu đây thôi quý vị. Tuy nhiên nếu mà quý vị muốn um... có thắc mắc gì hết, Mì Lê Đinh nghĩ họ có số phone. Số phone. Đây, contact là ở đây nè quý vị. Để bấm vào đây nè. nếu có question về cái bộ program này quý vị gọi số điện thoại này 1855 352 3663 extension 4 ok trong các phần bình luận này Lê Đinh cũng thấy có một quý vị khán giả um, đề nghị Lê Đinh là khi có một cái chính sách mới gì về an sinh xã hội thì Lê Đinh tìm hiểu chính sách đó áp dụng tại các bang đông người Việt như Cali, Texas, Georgia, Washington, DC, Florida. Vì chương trình của Lê Đinh hiện nay chỉ chú ý bang Cali mà với các bang khác thì không được Lê Đinh thông tin đầy đủ. Vì chúng tôi là người già, rất cảm ơn. Lê Đinh cũng cảm ơn bác hay là chú Triển Trần đã góp ý kiến cho Lê, góp ý cho Lê Đinh. Lê Đinh sẽ để ý thêm và sẽ tìm thông tin chia sẻ thêm ở những cái tiểu bang mà bác vừa vừa góp ý thì ở đây cũng có rất nhiều, cũng có cái số quý vị mà để câu hỏi mà ở thành ở tiểu bang Texas cũng khá đông ha quý vị. À, như là ở Dallas nè, carrollton Texas nè, rồi ở Buda Texas nữa nè. Rồi hình như hồi à, à, nãy Lê Đinh nhớ là có một cô gì nữa là ở Houston Texas luôn. Ok giờ đây linh sẽ tìm hiểu về texas nha quý vị. alright mình qua đây. bây giờ mình bấm ngược lại vào cái trang chính và để linh sẽ tìm tiểu bang texas. đây. alright tiểu bang texas thì có chương trình double up food box quý vị ơi. rồi mình linh sẽ vào đây liền để đỡ mất thời giờ nha. đây. đó dùng thẻ food stamp của quý vị À, trong tiểu bang Texas để được nhận thêm tiền mua trái cây và rau cải với chương trình nhân đôi tiền thực phẩm. Rồi cho mũi tên xuống, này cứ xài thẻ uh, SNAP tức là thẻ EBT Food Stamp hoặc là xài thẻ PEBT cũng được luôn nha quý vị. PEBT là thẻ mà trường học dành cho những học sinh ăn trưa đó, tiền ăn trưa của trẻ em đó quý vị nào mà có các con đi học á lớp 1 đến lớp 12 thì hay được nhận thẻ này lắm đó. thì quý vị có hoặc là thẻ EBT không hoặc là thẻ PEBT đều xài được chương trình này hết hả quý vị và một đồng quý vị chi ra để mua thức ăn quý vị sẽ được nhận lại một đồng để quý vị mua rau quả đó mà thường là phải mua ở những cái chợ farm những cái stand là những cái quầy mà nông sản của mấy người nông dân để ủng hộ nhà nông của mỹ ha quý vị hoặc là những cái mobile market là những cái um, những cái xe mà bán rau quả đó và cũng có chương trình này cũng áp dụng ở grocery store luôn tức là cũng ở những cái chợ thực phẩm mà quý vị vô mua cơm mua gạo mua nước tương nước mắm này nọ đó có luôn nhưng mà thường thường chợ thực phẩm thì cái số mà chợ thực phẩm mà tham gia vào chương trình này ít hơn là các chợ farm tại vì chương trình này á, là Chủ yếu là hỗ trợ cho nông dân mà bán những cái chợ farm giống như vậy nè quý vị quý vị. Ok thì thấy sẽ nói có 50 chỗ tham gia vào chương trình này. Nếu mà mình muốn biết giờ giấc như thế nào quý vị có thể hỏi số điện thoại gọi số điện thoại 5127301807. Tuy nhiên quý vị cũng có thể tìm cái location, tìm cái địa điểm ở đây tự mình tìm cũng được. Bây giờ mình đi nhấn vào đó. Đây đây là bản đồ những cái nào mà quý vị thấy vàng mà màu vàng đó là grocery tức là chợ thực phẩm còn những cái nào mà quý vị thấy cái ô màu xanh giống như hình giọt nước mà màu xanh lá cây là những cái farm stand tức là những cái quầy nông sản của người nông dân hoặc là farmer market hoặc là chợ nông sản đó màu màu vàng là chợ thực phẩm bình thường thì nếu quý vị ở đây có một cái danh sách rất là dài đó. Từ trên xuống dưới là chắc rất là nhiều ha quý vị ha. Nếu mà quý vị tìm kiểu này thì hơi hơi lâu. Cho nên nếu quý vị muốn biết cái địa điểm của mình chính xác mà nhanh, quý vị đánh vào đây, chỗ search by zip code. Thì quý vị ở Houston thì cứ đánh cái zip code mình ở đây, chỗ nào cũng vậy đánh cái zip code mình vô đây rồi nhấn vào nút find it. Bây giờ lên thì không biết quý vị ở Houston là cái zip code gì cho nên lê đinh đánh đỡ cái chữ houston houston đánh trật rồi nhưng mà nó cũng ra tới đây ha mình định dọn ra đây và file it lê đinh thấy cái bản đồ để ra uh, show ra houston ở đây uh, xung quanh thì lê đinh không thấy cái màu vàng màu xanh nhiều chấm vàng chấm xanh nhiều mà thấy cái một cái vàng ở đây là grocery The Little Red Box, Grocery 3401, Harrisburg, Houston, Texas 77003. Còn một cái xanh bên đây là Urban Harvest Farmer Market là số 2752 Buffalo Speedway, Houston, Texas 77027. Ở thì nên thấy ở Houston thì có hai cái địa điểm này gần thôi quý vị. Mà quý vị cũng lưu ý là nếu mà quý vị đến chợ farm á, thì cái số tiền mà quý vị được nhận lại nó có thể mỗi một trong một lần hay là một ngày đi một ngày á, được nhiều hơn là khi quý vị uh, sử dụng chương trình này ở các chợ bình thường nha quý vị thí dụ như lên đinh thấy nè quý vị nhìn ở bên trái này quý vị thấy cái chợ Farm market thì quý vị được mát được tới ba chục đô la cho mỗi một lần quý vị đi chợ này ở Dallas này quý vị quý vị nào đã ở Dallas thì có thể đến cái chợ này nè For Oak Cliff Farmers Market số 907 East Let Bear Drive, Dallas, Texas 75216 Quý vị đến chợ này thì quý vị được mát tới 30 đô la một lần quý vị đi chợ Nhưng nếu quý vị đến um, ở các chợ bình thường á Đây thì quý vị chỉ được mát là 10 đô la cho một ngày thôi quý vị đó, thì thường thường ở chợ thì nó limit hơn là ở um, Um, chợ gọi là chợ farm ha quý vị như vậy nếu mà quý vị ở những cái thành phố khác mà cũng thuộc Texas thì quý vị cứ làm theo cách tương tự để tìm cái địa điểm nào mà mình thuận lợi nhất cho mình ha quý vị quý vị cứ gõ cái zip đánh cái zip code của mình vô cái ô này xong xuôi rồi đánh nhấn vào cái chữ file thì nó ra thôi ha quý vị nha tiếp theo Lê Đinh xin tìm um, các chợ ở tiểu bang New Jersey để trả lời cho câu hỏi của quý vị khán giả tên là Khánh Ly um, Ở tiểu bang New Jersey đi lại khó khăn 80 tuổi rồi Lê Đinh sẽ giúp tìm thử coi như thế nào nha quý vị Ok bây giờ Lê Đinh sẽ trở lại cái trang nhà của chương trình này Bây giờ mình qua tiểu bang New Jersey And New York, New Jersey New Jersey cũng có chương trình nhân đôi tiền thực phẩm nhưng mà ở tiểu bang New Jersey á, thì cái tên của nó là Good Food Bucks. Alright, bây giờ mình tìm địa điểm. Đây là thẻ food stamp của tiểu bang New Jersey, còn đây là cái logo của chương trình mà nhân đôi tiền thực phẩm Good Food Bucks. Thì khi quý vị mà đi chợ mà xài một đồng trong thẻ food stamp thì quý vị sẽ được nhận một cái đồng nữa để quý vị nhận thêm một đồng nữa để quý vị mua trái cây rau quả tươi ha thì coi như mình xài một đồng trong thẻ food stamp nhưng mà người ta sẽ đưa cho mình hai đồng cái tờ này chẳng hạn vậy thì lê đinh à, chỉ nói chung chung như vậy thôi nhưng mà còn cái cách sử dụng áp dụng của mỗi chợ mỗi tiểu bang sẽ khác khác chút xíu ha quý vị ở tiểu bang New Jersey thì quý vị thấy đây là danh sách của các chợ nè quý vị. Đó. Thì rất tiếc là bác không có cho lên um, chưa không có cho lên biết là cái zip code là mấy, cho nên nên không có tìm được chính xác cái chợ nào. Cho nên nếu mà bác um, có xem cái video này mà muốn lên nên tìm chính xác cái chợ nào, nếu là không có rành về computer không có tìm được á mà muốn nhờ lên nên tìm giúp á thì cho lên nên biết cái zip code Lê Đinh tìm và Lê nên sẽ À, gửi cái địa chỉ chợ vô cái phần comment cho bác còn nếu mà những quý vị nào khác ở tiểu bang New Jersey có computer mà muốn tự tìm thì quý vị cứ vào đây và nhấn vào cho cái zip code của mình vô đây Rồi nhấn cái nút search này ha quý vị là sẽ có ngay thôi có ngay cái chợ mà nó có áp dụng cái chương trình này ha quý vị tiếp theo Lê Đình sẽ tìm địa điểm ở tiểu bang New York cho một quý vị khán giả rồi à, có quý vị ở tiểu bang hình như là Utah cũng có hỏi thì Lê Đinh sẽ tìm luôn bây giờ Lê Đinh không có thấy câu hỏi nó ở đâu nhưng mà Lê Đinh sẽ tìm luôn địa điểm ở Utah ha đổi qua New York đây New York có chương trình này nha quý vị Alright, bây giờ mình nhấn vào cái nút màu vàng này để xem tìm xem địa điểm thì sau khi quý vị nhấn vào cái nút màu vàng Uh, cái này là họ quảng cáo cái gì đó thôi lê đinh đóng nó xuống chỗ tìm địa điểm là ở đây nha quý vị file a location mình nhấn vào nút let's go thì cũng tương tự như những tiểu bang khác mình có cái bản đồ và bên đây lê đinh thấy là có cũng có tên chợ nè quý vị đó đây. Có tên chợ có ngày mở cửa rồi giờ mở cửa giờ đóng cửa. Nếu mà mua xuống tới đây thì quý vị sẽ thấy một danh sách cũng khá dài ha quý vị. Bản đồ đây nào wow. Đây xanh 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 không đây nè, quý đó, nguyên một cái khu này nè là có nè. Khu này ở New York có nè quý vị, quá nhiều luôn. Alright, còn nếu quý vị muốn mà chính xác thì quý vị cho zip code vô cái ô này do location đó. Rồi cái mau quý vị muốn gần chút thì năm mai thôi 10 mai còn này 25 mai lận thì xa ở quý vị để năm mai 10 mai hay gì đó tùy quý vị rồi quý vị cứ bấm nút search thì nó sẽ ra được cái chỗ ha quý vị nha Ok bây giờ mình sang cái địa điểm khác tiểu bang khác nha quý vị à tiểu bang hồi nãy lên Lê nói có một quý vị hỏi là Utah đó, quý vị và Utah you Utah. Utah cũng có chương trình nhân đôi tiền thực phẩm luôn. Ở đây có cái cách sử dụng How does it work là explain ra cái cách sử dụng như thế nào. Đó, quý vị có thể xem thông tin ở đây. Còn cái list của thịt của chợ là quý vị nhấn vào nút này. Đây quý vị chỗ này. Nhấn vào đây. đây là danh sách của tất cả những cái chợ farm hay là những cái khu chợ nào đó mà tham gia vào chương trình nhân đôi tiền thực phẩm của tiểu bang Utah cộng với địa điểm rồi ngày giờ mở cửa đóng cửa luôn, à, quý vị cứ mua xuống cái list này ha, giờ xuống giờ lên mình tìm ở đây thì không có cái chỗ cho mình search giống như những tiểu bang khác tại vì có thể là các danh sách nó ít đó, có hai page nè ba page thôi nên quý vị tìm coi có gần chỗ mình không ha quý vị tiếp theo lê đinh sẽ tìm ở tiểu bang rhode island theo câu hỏi của quý vị khán giả tên là kim ngô rồi mình sẽ trở lại đây cũng tương tự lê đinh sẽ nhấn vào đây rhode island đây Rhode Island không có chương trình nhân đôi tiền thực phẩm nhưng có chương trình tương tự là bonus bucks. Rồi thì mình nhấn vào cái đường link đó. Mình sẽ được đưa vào cái trang của cái chương trình bonus bucks của tiểu bang Rhode Island. Ok. Bây giờ mình tìm địa điểm. Đây là trang của chương trình Bonus Box của tiểu bang Rhode Island. Thì quý vị thấy không? cũng tương tự như chương trình Double Up Food Box này quý vị. Cũng là Double Tiền Food Stamp tại Farmer Market này quý vị. Đó. Thì quý vị cứ chạc thẻ Food Stamp của quý vị một đồng. Thì quý vị sẽ nhận được hai cái đồng token này. Đây. Cái hình ta cũng vẽ này quý vị. Lại cái quầy. Đó. Đưa cái thẻ Food Stamp cho người ta chạc vô. Nói tôi muốn mua bữa nay xài 10 đồng trong thẻ food stamp thì người ta trả 10 đồng thẻ food stem của mình nhưng mà người ta sẽ đưa cho mình hai chục đồng tiền token này rồi quý vị cứ lấy cái tiền token này quý vị mua 10 đồng của cái tiền mà trả trong thẻ thì quý vị mua 10 đồng quý vị sẽ mua những cái thức ăn như là bánh mì trứng sữa còn 10 đồng mà người ta đưa mình extra ra đó thưởng thêm á thì quý vị mua trái cây rau cải cho đó coi như là quý vị sài 10 đồng mà quý vị được 10 đồng tiền rau cải trái cây free đó là chương trình đó đó nó work như vậy đó quý vị thì khi mà quý lê đinh đọc những cái thông tin ở tiểu bang kali thì không có ghi rõ cho nên lê đinh không có biết rành rõ lắm nhưng mà khi mà những cái tiểu bang này họ ghi rõ hơn họ giải thích rõ hơn cho nên lê đinh mới biết là cái cách sử dụng nó như vậy đó, rồi bây giờ mình đi tìm địa điểm alright thì chỗ này họ nói mình phải download cái list xuống ha quý vị thì quý vị cứ để bàn tay của cái con con mouse nè nhấn đây, vô double vô snap cái form market nào đó là đây là tên và địa điểm đó có mấy cái chợ này thì quý vị cứ đọc và tìm ha quý vị coi coi nó có và cách sử dụng luôn nữa nè quý vị đó có tiếng à, tiếng anh và tiếng mỹ thì ở tiểu bang Rhode island thì không có nhiều chợ cho nên danh sách này có một page thôi bây giờ lê đinh sẽ tiếp tục qua tiểu bang nữa là oklahoma rồi một quý vị khán giả nói là tôi ở oklahoma cháu chỉ giúp cho có chỗ mua rau củ của tiền food stamp hay không alright bây giờ lê đinh sẽ trở lại trang này và đổi địa điểm tiểu bang Oklahoma right here cũng có chương trình này luôn tiểu bang có ha quý vị up to 20 đô la mỗi một ngày khi quý vị đến các chợ hoặc là các các chợ thực phẩm hoặc là các chợ nông sản giờ linh sẽ nhấn vào đây để tìm địa điểm Ở đây người ta còn dặn mình để ý thẻ Snap, coi chừng bị scam nè quý vị. Ở đây quý vị thấy nè đó, màu vàng, màu xanh nhiều lắm nè quý vị. Đây là những cái điểm mà có nhận chương trình Double Up Foodbugs. 21 cái Farmer Market, 12 cái Grocery Store và 6 cái Mobile Market. À, 21 cái chợ à, nông, chợ farm. 12 cái chợ thực phẩm chỗ này quý vị vô mua rau uh, mua đường gạo này nọ đó và sáu cái mobile market là chợ mà mà người ta bán pha mà người ta để lên xe đó quý vị ta chạy vòng vòng chắc đó thì quý vị muốn tìm cái nào gần địa điểm quận hạt của quý vị để cái zip code vô đây rồi nhấn cái nút này ha quý vị là nó sẽ ra cái địa điểm nào mà nó gần nhất thôi đó, quý vị sẽ thấy được quý vị thân mến Video ngày hôm nay cũng khá dài rồi, cho nên Lê Đinh xin tạm dừng video tại đây. Lê Đinh hy vọng video này của Lê Đinh mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị ở những tiểu bang khác thì quý vị cứ chọn tên của tiểu bang mình rồi làm giống như cách mà Lê Đinh vừa mới chia sẻ với quý vị ở trong video này hai quý vị. Bây giờ Lê Đinh xin được chào tạm biệt quý vị. Và nếu quý vị thấy Lê Đinh có video hữu ích xin quý vị nhấn nút like và share để chia sẻ cho những quý vị khác cùng biết đến luôn lê đình cảm ơn quý vị rất nhiều bây giờ lê đình xin được chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo bye bye